Mến chào toàn thể quý cô bác anh chị em. Chào mừng toàn thể quý cô bác anh chị em quay trở lại với Trình Tường TV. Cô bác ơi, vậy là đã gần 2 tháng từ sau khi mà anh Trình Tường là bị cái liệt dây thần kinh số 7 ấy, thì ngày hôm nay Trình Tường Phương Mai mới chính thức quay trở lại bán và đi làm tiếp tục cái chương trình thiện nguyện của hai vợ chồng. Thì rất là lâu rồi không được gặp quý cô bác. Trình Tường Phương Mai thì cũng rất là nhớ quý khán giả và cũng cảm ơn tình cảm của cô bác là vẫn luôn yêu mến cũng như là nhắc nhở đến kênh Trình Tường TV. Thì Trình Tường Phương Mai là vừa mới rời Hà Nội từ chiều tối ngày hôm qua lên đến Lào Cai, thì hôm nay bây giờ đang là sáng hôm nay thì đang bảo là đi thăm lại một số những cái hoàn cảnh của các cô các bác ở trên đây, vì cũng lâu quá rồi không đến ấy, không biết là tình hình sức khỏe với cuộc sống của mọi người như thế nào. Thì bây giờ điểm đầu tiên là đến chỗ nhà cô Mỹ ấy, cô bác ạ. Thì hiện tại là cô Mỹ mù thì không có nhà, thì anh Trình Tường đang ở dưới kia kìa, đang hỏi thăm bà con ở đây thì xem là tình hình cô Mỹ đi đâu. Chắc cũng gần đây nhưng mà cô đi cũng nhanh ấy. Đây anh Trình Tường quay mặt ra đây cho cô bác xem một tí tình trạng nè. Cũng lâu rồi đấy. Thì cái thời gian trước là anh Trình Tường là bác sĩ bảo là bị liệt cứng nhỉ? Liệt cứng mất một bên cánh mũi này. Tức là khi mà thời gian sau điều trị thì là liệt cứng bên này. Mãi giờ bây giờ là hết liệt rồi mà Trình Tường là cũng chưa phục hồi 100% được, bởi vì là bác sĩ cũng trước khi mà điều trị bác sĩ nói rồi cái này nó không điều trị không hồi phục 100% được, nó chỉ được một phần nào đấy thôi, cho nên là cũng cần thời gian để hồi phục xem là cái miệng thì đỡ rồi cô bác ạ, nhưng mà mắt thì vẫn một bên to một bên bé. Thôi mà cũng trở lại công việc thôi, chứ còn nếu mà cứ điều trị thì cái bệnh này cũng về lâu về dài không biết khi nào nữa, với lại hơn 2 tháng nay rồi không ra được video thì khán giả thì cũng liên tục là gọi điện dục cho Trình Tường Xuân Phương Mai, mà bản thân Trình Tường Phương Mai thì cũng là nhờ khán giả hơn rất là nhiều, những hoàn cảnh rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao này thì đang chờ Trình Tường Phương Mai để là trợ duyên nữa. Nhưng mà như này, đây này Trình Tường thấy là buồn cười nhỉ. Đây này có cả quần áo nam này. Lạ nhỉ, đây lần đầu tiên mà đến nhà cô Mỹ thấy có quần áo lạ như này đấy. Quần áo nam này, của cô Mỹ thì chắc là bên này này. Đấy, quần áo của đàn ông này. Đây là đặc biệt là đằng kia có một cái xe, quần con của đàn ông ấy. Nhưng mà bình thường cô Mỹ rất là sạch sẽ nhá, thì chỉ có một bộ váy của cô Mỹ là treo ở trước cửa thôi. Nhưng mà lần này này đến ấy, lại có quần áo rồi có người vẽ ra tường kiểu trông thay đổi rất là nhiều. Thì có thể là trẻ con đây. Có khi nào là cô Mỹ là cô có lấy chồng không? Có ông nào đến ở cùng không? Không biết được. Cũng lâu rồi mình không đến ấy. Đây này cô bác này. Đây là lần đầu tiên mà thấy có đồ lạ ở nhà cô Mỹ luôn này. Hay là có ai đến ở nhờ hay là như thế nào không thì không biết nữa. Đấy, quần áo treo đây đây này. Có anh dưới này để chị cứ đi hỏi xem đã. Cô Mỹ à? Cô Mỹ. Ôi rồi, cô Mỹ đi đâu về đây? Đấy, đang ngồi thì nhà cô Mỹ về rồi đây. Ôi, mệt thì. Nhưng được cái là cô Mỹ vẫn đấy nhỉ, trông vẫn chắc chắn lắm. Cô Mỹ khỏe không? Thêm giường à? Đây có thêm giường đây, giường đồ đạc vừa hết rồi. Thế ai đến nhà ở rồi không Mỹ ơi? Cô lấy chồng à? Chồng người làm chung chứ? Thế cô Mỹ này không nói được cơ. Khổ lắm cô Mỹ. Cô không nói được tiếng phổ thông. Thế đây chắc nhà ai đến ở cùng nhà cô Mỹ rồi. Đây. Xong máy móc kiểu. Đây, trên kia có cái bánh răng kia. Đây ớ. Quần áo trẻ con này. Thế nhà ai ở đây nhỉ? Hay là con nhà ông Báo? Hay cô Mỹ này có thêm ông nào về ở cùng không? Sinh thêm em bé rồi. Từ đây thì nó không. Nói nhưng mà cô hết sinh lên đây. À kia có cả treo cả luôn kìa. Thế á? Treo
Ôi. Ai đấy nhỉ? Ôi. Đừng bảo là sao giờ này còn có người đến tự đến đây ở cơ. Không treo cả anh. Đây này. Hiện nay cái này kiểu là Đi xem là tên là ai. Ai ở đấy nhỉ cô Mỹ ơi? Ừ. Kìa kìa. Ồ. Con Mỹ ơi, gạo cho con Mỹ này. Dây, dây khô. Dây là cá khô à? Dây là cá. Dây là cá. Đúng rồi. Cá khô của cô Mỹ đây. Cá khô. Và cá thò. Vâng, cá khô của cô đấy. Từ từ còn nữa nha. Còn nha. Còn đồ nha. Cháu xin ạ. Đây. Thịt này. À, cái gì nhỉ? Thịt là cái con gì? Nhộp bùa. Không biết là mình đi đâu. Gạo này con Mỹ ơi. Đây, gạo. Mau. Đấy, của cô đấy. Cất đi để ăn nhá. Lâu lâu ở Trình Tường Phương Mai không đến thì bảo là mua cho cô ít thức ăn tươi. Mua cho chục cân gạo với cá khô với thịt lợn đây nhưng mà hôm nay đến thì bất ngờ thật, không biết là thế nào mà nhà bây giờ lại nhiều người, lại có người khác vào ở như này đấy. Nơi áo con cái kiểu hết ở trên kia. Còn thêm cả cái giường như này thế chắc phải bảo một gia đình nào đến đây ở rồi. Xem nào, xem ăn uống nha, hay nào. Đây nồi cơm chuyển thành nồi to đúng rồi. Có cơm. Có cơm à? Ừ, có cái cơm. Đây. Mà vấn đề là bây giờ là phải hỏi ra xem là ai ở đây. Như kiểu là ấy này. Tiết Tiết không có lợn này. Không có gì. Bây giờ là làm nhà là làm cho cô Mỹ chứ. Có phải là làm cho người khác ở đâu. Nhỉ. Đúng rồi. Lúc một mình thì không thấy ai. Bây giờ có nhà cửa thì lại đến ở như thế này. Mình xem tình hình là thế nào đó. Xong cũng không có ấy là cũng không thấy ai nói gì với mình ấy nhỉ. Có cá khô cũng để đấy. Thịt mà để chổi. Cô mình thì nói thì cô spoke hay mình nói cơ. Cô biết đấy chứ. Ừ, nhà cô mà thân quen rồi. Không biết là cô Mỹ có ở đây không hay lại đi đâu rồi đấy. Chắc là có bởi vì cô vẫn cầm chìa khóa vẫn mở được đây. Để tìm ai hỏi xem đó. Hay là ông nào về rồi? Đợi ông nào thì tốt quá. Nói thế nào chứ thực sự là bây giờ con người ta ở đâu cũng có nhu cầu có bạn nhỉ. Để cho đỡ buồn. Như kể mà có ông nào về được với cô Mỹ cũng tốt. Không xem đây sợ có khi gia đình nhà nào về đó có cả ảnh với con cái kiểu gì. Như bà Thấp còn mấy lần rồi như thì Trình Tường là tìm chồng cho. Cô Mỹ đây cho một chị gái hơn bà Thấp nhiều, để ngon hơn nhiều. Mập mạp hơn. Bà Thấp thì bà cao có khoảng 1m2 và bà bị cũng dị dạng một chút về cơ thể, khiếm khuyết chút cơ thể. Cô Mỹ thì cô chỉ ấy thôi, gọi là khiếm thị thôi. Cô Mỹ thực ra là cũng rất là thiệt thòi cô bác ạ, bởi vì là cô cũng có một mình từ trước đến giờ ấy. Xong rồi cũng không có chồng có con gì. Bây giờ ví dụ mà cũng phải xem tình hình là như thế nào. Đây chứ bình thường đến là nhà cô không có đồ đạc như này đâu. Đấy bây giờ là đến là thêm hắn một nhiều người đến đây ở rồi. Đây còn có cả điếu cày nữa này.
Thế thì không rõ là ai đến á, bởi vì lâu rồi là Trình Tường Phương Mai cũng không nắm được tình hình vì không lên đây. Mà cũng không thấy bên các chính quyền địa phương hay cái gì thông báo gì là có người đến ở cùng hay như nào cả. Đợi để gọi xong rồi tìm người đến để hỏi đã xem chính xác là ai đến ở đây. Gạo đấy, cô mới cất đi. Cất đi để nấu cơm ăn nhá. Xong rồi em. Ở nhờ nhờ em tí nhé. Vừa. Đây. Ừ, chào chị. Chào phòng. Em chào bạn. Thế. Hai mắt hai giờ ạ. Mình ngồi đây. Vừa là với cô Mỹ nhỉ. Em đó. À, vẫn gọi bằng vai bà bà. Vâng, bằng bà. Bà. À, em phải gọi bằng bà. Cùng họ Lý với ông nội của em với bà này là chị em ấy. À. Và bà. À. Hôm nay sao bác lại bỏ? Anh này tên lầu nhánh tin nhánh quan thì sai sửa con là sao? Thế giờ này cô khỏe không? Bỏng. À, tên lầu nhánh thì giá nó có của nó cách nó rộng hết mà. Khỏe. À, giới thiệu với quý khán giả là nếu mà nhiều khán giả xem chạy sầu thùng xua thì không thể quên nhân vật này, đây là vừa trưởng thôn ở trên đấy. Hôm nay thấy trưởng thôn làm đang làm cỏ ruộng ở dưới này. Đây là Trình Tường chạy ra nhờ vừa là lên để phiên dịch một tí. Thì em hỏi xem là khi anh vào ấy, thì anh chỉ vào thấy có rất là nhiều quần áo của người lớn đàn ông, với lại có thêm cái giường với lại ảnh kiểu này. Không biết là có người ở cùng hay là với cô hay như nào ấy. Em hỏi xem nào. Bỏ. Tức là nhanh nhất lại tiết này nào mà đẹp. Các lúc chạy bố mơ là tê là thì giờ đã bỏ lại cho bố tuần là cái nhỏ này là bố mơ là tê tuần nhỏ chẳng hợp chạy nó chạy thì sao bỏ lại tìm đây đã bỏ lại cái nó có nhỏ này không đã bỏ lại nhỏ thế là giờ tu với linh nhân nó có nhỏ gì không là cho tu với linh nhân cái xìa mũi xìa tất xìa là ô linh nhân giờ hơn chỗ xìa mà cô cũng ra cái xìa mình ở cái này chẳng ta bỏ lại nhỏ nhân chẳng ta bỏ lại nhỏ nhân. Ba Mi bảo là hiện tại thì ông con trai của bà ông Lý Áo Táo ngay trên này, suốt ngày vẫn ở dưới này, ở dưới này. À, điện thoại thì bà này trông coi trên cái làng cũ của bà Tàm bên này. À, Lý Áo Xà thì trông con cho Xà. Vâng. Xà sống đây ngủ à? Ông Lý Áo Táo. Táo à? Thế lại ông Táo lại em trai của cô Mỹ gì? Vâng. Thì bố của Xà kia đúng không? Vâng. Ờ, nó ở đây. Thỉnh thoảng ở đây á? Vâng. Hay sao để ở đây nhà? Ông ở đâu mà lại không ở mà lại sang đây ở ấy? Là thành tôi nhỏ nó sẽ là giờ... Là thành nhân ra mà là giờ thì là thành tôi nhỏ chỉ tù nó nói là con ạ. Là cô ngồi nó là thành nhỏ chỉ tù. Thành một bệ mà do cha linh... Thế cha linh nhựa là giờ thì các một gia đình mình nhựa. Tôi bảo đến ra lên cái nhộn hết mà tôi thả tôi chỉ do mình ra cái sổ của bà. Bà thì bảo là ngày nào thì ông bố bố vợ xa cũng ở đây. Ờ, ngày nào cũng ở đây. Cả mẹ kế nó cũng ở đây. À, tức là cả vợ của cũng ở đây hết á? Vâng. Thích họ cái con cũng ở đây hết không? Thỉnh thoảng thì nó ở. Thì có thoảng ngày à? Thì nó ở, có tối thì nó ngủ. Hỏi bảo vừa hỏi hộ xem là nhà ông có vấn đề gì không mà ông phải sang đây ở nhỉ? Bỏ lại xin nhanh thì hiện đã bỏ lại lũ cháy to của chả uể chả lấy thanh tuổi nhỏ nó chỉ so lý xin rồi lấy thanh tuổi nó còn nhỏ lấy cháy ở chả uể lại này nó phải chỉ uể chả tắt xin ra tiền là lúc mình chỉ tuổi lại nó chỉ cá nhỏ để số cá nhỏ này mà lấy với cá nhỏ in cá nhỏ còn mà in cá ăn tàu không anh em bà và do cái nhà bên bố của xa nó không kiên cố nó không chắc nên nó không đã ở xa bên này. Đấy, thế ngày xưa cái nhà kia làm nhà kia nha, làm nhà này nhà em trai của cô Mỹ là cái ông Báo kia nhà cũng sập sệ lắm rồi, cái cột cái kiểu cũng là bị mục hết rồi.
chắc là do là chắc họ xa bên này. Thế là ông Báo là đi cải tạo là về rồi. Vâng. Đợt trước là ông này là nghiện xong là vào tù rồi rất là nhiều, đi chạy rất là nhiều lần đấy. Em trai của cô Mỹ à? Em trai. Ông Báo à? Đấy. Thế là bây giờ vợ chồng ông Báo mấy con nó sang đây ở luôn. À. Nó thì là nhớ tỏ là lấy mỏ thì lại. Họ tệ, trả lời cũng trả lời tệ, thọ khó lại xếp hướng lại. Ít chỉ chọn tôi tá xu nó sẽ lấy lõi mà nó lấy mỏ thì nó lấy phụ lõi này. Nếu chọn tôi mà thì lọc vào khó nó sẽ lấy cái mỏ thì nào. Tối sáng nay thì đi giúp hẳn sáng. À. Một tí tầm đến giờ trưa với tối thì nó và lại đây cùng bà. Hôm nay thằng nào cũng bây giờ trưa rồi ấy, cũng mà một giờ không thấy đâu. Thế em hỏi xem là bây giờ là gia đình em ấy sang đấy ở thì bên này thì cô có đồng ý không hay là như nào? Có, tức là nhanh nồng có thì giờ thì chia lấy tuần là cả nhỏ các buổi sáng không lên nhỏ hay là các chị thấy là có thấy lọc thì cũng qua tay trở thì làm nhanh này thì nhỏ sao nào? Thì nhỏ là sinh nhật đi bộ chỉ tới đây. Giờ vị trả lời tập hay là cái nhỏ nào? Để trả lời đây nè, nhiều vọc để cái tôi nhảy xì họ là cái tôi nhỏ là tổng. Nhờ tích giờ lấy sẽ chỉ chuối giờ vồn là nó, là phải tôi là cái nhỏ nó ra nó. À, bà bảo là do nhà bên bố xài bên kia là nó gần sát đổ và nó không có nhà ở với nó không ra ở nên là sợ. Mà tí nó đổ ấy, nó ở bên này. Nếu mà nhà bên đấy lúc nào sửa được thì nó sẽ sang bên đấy. Còn nếu không sửa được thì nó sẽ ở cùng với bà. Ở bà, cùng bà. Nếu mà bà không cho thì bà cũng không biết nói gì. À, tức nơi là cho thì họ mới về đây ở. Nếu là cho thì nó mới ở đây. Mới về đây. Ấy là cho hay không thì cũng vẫn đỡ. Cho thì nó mới ở, không cho nó. Tức là cho thì nó ở, không cho thì nó vẫn ở đây. Tức là ví dụ vấn đề em hỏi xin là cô là cô có thoải mái không, sẵn lòng không, sẵn sàng không, đúng không? Bỏ lê tiên là nhìn đã cắt đồng cơ thì ở đây nó lê là nhớ hơn là cấp buổi dùng xiên hết là cấp buổi xa giải tỏ lại hết lì hơn hay giờ thì các chỉ lê phi là các nhân ra nó thế các chỉ dùng xiên các nó có lúc xiên của dòng thế hay là nhớ là của cả các lúc xiên này hải lì này cơ tay của các tay từ lần nhận rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Một tí bố của ông xa lại nói là bà Mỹ là không tốt à. Cho ông xa nó ở đây thì bà không biết nói gì hơn. Không phải như thế không được, bởi vì em phải hỏi nói với cô này đây, đây là nhà, là ví dụ là các nhà hảo tâm làm cho cô nghỉ toàn quyền là cô. Chứ còn đây là nhà của cô mà. Bởi vì hồi xưa nhá, chính là cô không ở được với lại nhà em trai thì thôn mới làm là một cái nhà riêng ra cho cô. Tức là nhà thì lúc chơi này là có lì thậm chí là tức là nhà nghe ra cho cứ ti nhát đây của tập tây út pan chia đây là cậu và tập con nhót hoặc là nhà có lì chơi cho anh việt tùng chơi với các chị cũ lên nhót lại đấy chỉ mong kề cậu cũ lên nhót là nhân lại cơ này hoặc là nhà thậm do nhà lại có cái lì chơi nhót thì chia được tên nhân là đầu hồ chỉ dòng. Hãy lọc lòng mình thở vừa vừa tết ở trên lòng nhà nó nhìn. Này nha nào, tôi nhớ, nó sẽ rất là nhà được cô hẹn. Nó sẽ tập trên như này, nó sẽ cũng là cũng người ta mình vẫn nào, nó sẽ cái tỉnh lòng. Sau đây tỉnh nó cũng tệ, nó sẽ là nó, nó sẽ tỉnh, ô, đây như thế, nó sẽ nó.
那就是老娘的领导那些是，那就叫回去。俺就是老公他领导，好在家里的时候不一天一天到到回去的。哦。这是一家子一家开心的。啊，你上来，你把你口罩弄起，口罩一口罩。那你弄么？咱们家靠的就是药，每天我一家子弄，再给老张弄一点，帮他洗洗。给人家人家干活去了，要开始考了，是不是？一个啥？一个嘛，哎，说你，ông kia hôm qua tầng đấy bà. Đúng rồi. Xong là hiện tại thì nó lại ở một nửa bên này, ở một nửa bên kia thì bà không biết nói gì với nó gì. Ông đấy cũng về bên kia. À, tức là trong là bà cũng không thoải mái đúng không? Vâng, ý là nó thật là không thích đúng không? Bà với già thì bà cũng không biết. À, bởi vì không ai đứng ra để bảo vệ. Thực ra là cô Mỹ là rất là yếu thế. Đúng không? Bởi vì bình thường cô cũng khuyết tật sẵn rồi. Đúng mà rồi. Cũng không biết dựa dẫm vào ai, cũng không có ai bảo vệ cô cơ, một thân một mình ấy. Thực ra là như này, nếu mà nhà của thực ra em trai của bà ấy là em ruột luôn, thì đúng là nhà cửa sập xệ thì có thể là cho ở nhờ trong thời gian sửa chữa. Cái đấy là tình mình nghĩa, bởi vì là bản thân bà sau này ốm đau thì cũng phải là nương tựa vào các em các cháu thôi. Chứ là mình với Trình Tường hoặc là quý cô bác thì cũng ở xa quá, mình thì mình không thể được đúng không? Không bằng ruột thịt được. Không bằng ruột thịt được, cho nên là tức là trong thời gian với là lát nữa sẽ chờ là cái ông Báo về xem là Trình Tường nói chuyện xem là để chú xem là ở trong bao lâu, ở nhờ trong bao lâu, chứ không không có chuyện là cứ thấy cô Mỹ thấy là cứ ở không không cho cũng ở mà như thế là khó, làm cho khó bà đúng không? Đúng rồi. Tức là mình về tình về lý lại còn phải kết hợp với địa phương nữa, chứ đúng còn rồi. Không thể là đây là cũng là mọi người là xây nhà lên cho cô Mỹ chứ không phải xây cho nhà ông Báo. Cái thằng Hải là chỉ chia lên nhau nói rồi mà các chị tàu Hải là nào. À, cô Mỹ bảo là cô Mỹ không cho ở thì là báo là cô Mỹ không tốt cơ. Đúng rồi. Này còn thế nữa. Chứ cô ở một mình cũng quen đấy nhỉ, thoải mái hơn. Cái trường hợp nhà ông Báo kia ông còn nghiện nữa cơ. Ê, đúng rồi. Vướng vào những cái đấy tệ nạn cơ thì nói không thể nào mà làm ra mà để tiền mà xây nhà được. Bà nói với nhau với ông xã với bố mẹ xã kế cái gì lại không hơi tính nữa cơ. Nói một tí không hơi tính là lại chịu nợ chịu kia nữa cơ. Ai được ngợp chứ? Bố cũng xài với mẹ kế cũng xài, bà nói nhiều một tí thôi là hơi tính. Hai vợ chồng kia không hợp nhau chung. À? Bà cũng nói nhiều. Bà biết. Thế bình thường biết là cả nhà kia còn rất nhiều con, rất đông con cơ. Vâng. Các con vào bây giờ chắc còn phải mấy đứa liền cơ con. Thế thì vào đấy thì làm hai giường làm sao mà đủ? Không đủ được. Đúng không? Thế là bây giờ là bên cô Mỹ còn đi trông hộ không? Con. Trong hộ con bên kia thì về thì đã mở cửa hết rồi. Có lúc khi bảo bà Mỹ đi trong con bên kia thì bà lại quay lại với nhà thì đã bố của ông xà với mẹ kế của ông xà cũng đã mở cửa hết. Nấu cơm hết. Đồ nữa hết. Thì bà thế cũng chỉ vào bếp là vào nhà mình thôi. Lúc đấy là cảm thấy mình là người thừa trong gia đình ấy nhỉ. Không làm thế nào được. Thật ra là cô Mỹ là khó một mình ấy. Cảm ơn em, thế được rồi thì lăn là chờ đây xong là để chỗ báo về. Vâng. Mình nói chuyện xem như nào đã. Vâng. Thế không để tình trạng như này được. Ví dụ mà cô thoải mái hay là cô đồng ý 100% cơ thì đấy là chuyện gia đình cô ấy. Ví dụ cô giúp em cô trong thời gian nào đấy, thế nhưng mà trong trường hợp cô bảo là cô không đồng ý mà gia đình vẫn ở bà, thì là lại bằng nhau. Cô đã nói cái lò của cái dây này có chỉ sapu lại là nhau hay mà là cái nhau cái lũ xiên là cái sapu lại là nhau hay nào. Cô ơi. À, thì nhà nhưng mà xin nha, thì vừa nó hay là rất là nhà chị ấy, thì chị ta mà chị quay về nhà nên chị chạy đây mà đã xếp cùng nhau nhau mà ta thì nhà nhà anh là bên người chị là cho cái nhà ông kia có về bên này rồi không thì bà trả lời là cái này thì bà
nhất thiết và nhất trí, nhưng mà một ông kia, ông bố của ông sai em về về kia về thì về với bà thì lại không nói một câu với bà. Đấy, ở thì có đôi khi thì bà là cái nào không hợp thì lại mắng chị bà ấy đấy. Ông thì ông báo mắng bà, mắng cô Mỹ á? Ờ, có khi bà là cái gì không hợp một tí là lại mắng bà. Ừ, ông ấy hay nhỉ. Anh xin thường này sao đấy? Bảo ông báo cái vợ đây ở mà cô Mỹ làm cái gì không hợp ý ông còn mắng cô Mỹ cơ. Mà bà mới không thích một tí. Không thích một tí nào đâu đúng không? Báo cái nếu mà về mà về với ở với bà thì lại nói một câu là xin bà về cùng ở với bà thì cái này thì bà sẽ nhất trí, nhưng mà về thì còn không thèm nói một câu với bà. Xong là bà làm việc gì thì không hợp với ông táo thì đôi khi thì ông táo với má bà. Đấy, bà đấy thế là tự nhiên nhà của bà này bị chiếm dụng ấy. Ừ, bị bắt nạt nữa cơ chứ. Chết thôi. Con là cậu có xây dựng vào cái tạo nào cả. Và bàn thờ nó là tay tuần tui tuần sáng. Bốn con đó. Hai vợ chồng là 6 người. Vâng. Thế hỏi cô nhỉ? Cả nhà rồi, cả nhà hết đúng không? Cả nhà có khi thì hai ông bà kia ngủ ở đây thì các con thì ngủ bên kia. Còn các con ngủ ở đây thì hai bà ra nhà ngủ bên kia. Chia nhau ra. Ừ, cứ để đấy đi. Bây giờ gần trưa không thấy về nhỉ? Bảo đi nhổ sắn hộ đúng không? Vâng. Nếu mà nhổ sắn hộ bình thường là sẽ ở nhà giúp nhà ai nhà đấy là ăn cơm đấy. Rồi đấy. Chắc cũng khi tối mới về. Chắc tối tầm 4 giờ đấy nó mới về. Tức làm xong thì sẽ về. Cả ngày rồi anh ạ. Thế thôi thì đợi hôm sau đến, bởi vì thực ra là hôm nay nó anh bí thư chi bộ này, trưởng thôn mọi người cũng vào trong kia để cái đám tang kia để viếng ấy, thì cô Mỹ cô cũng đang trong đấy viếng. Thì hỏi xem cô ăn cơm nhà không hay lại vào trong kia. Bỏ cái nó xuống là nói cái ta cắt trong tỏi lên đánh tua tỏi hơn nào. Bà bảo là thôi bà ở đây, còn bà thấy bà Châu mộ cho bên kia thì kiểu dân nó bị dị ứng sưng cái nốt ngứa ngứa ấy, xong là bà bị thi an thì bà ở đây thôi. Thế thì bà, tôi bảo cô nấu cơm nước kiểu nhờ ăn cơm đi, xong là cơm đi, xong có các nào. Cô thịt đấy cô nấu ăn đi. Thế là nhanh hết này, tía này để các cái ủa cả món nọ, cả ủa cả giống nọ. Cảm ơn vừa nha. May quá có vừa đấy. Thực ra là mình cũng phải tìm những người thứ nhất là vừa với cán bộ ở địa phương trên này. Xong rồi nói chuyện thì mới nói được với lại là nắm bắt được tâm tư. Chứ còn đến đây anh đến đây hỏi cô thì cô không biết. Mà cô nói mình cũng không biết cơ. Khổ thế. Anh cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn. Thế em đi đây ạ. Đây. Em đi. Nó nào đây chơi kia, vài em chơi nhá. Ừ, em mát thì làm đi. Cháu về đây, một chế độ. Ừ, chưa á. Chắc là mình còn phải quay lại với cô Mỹ đấy. Bởi vì là cô bác là cái trường hợp mà cũng không phải là nhà cô Mỹ không, mà cũng nhiều trường hợp khác. Còn những cái người mà kiểu họ không bao giờ quan hệ hay là cuộc sống bình thường không thấy đâu, nhưng mà cứ khi có nhà cửa họ lại quay về thôi. Đúng rồi. Ở người sống này như kiểu là tranh chấp rồi phụ thuộc nhiều thứ vào những cái nhân vật mà được giúp đỡ như này đấy. Thì là mình cũng phải làm cho nó rõ ràng. Chứ còn không thể để như cô Mỹ như này là một mình không biết nói với ai, là có khi là bị chèn ép hoặc là cô thấy không thoải mái đúng không? Mà cũng không được. Ý cô tóm lại là cô không muốn cho ở. Thế nhưng không làm gì được. Không làm gì được thôi. Toàn thể quý khán giả Trịnh Tường này cùng đón xem nhé. Để Trịnh Tường và Phong Mai sẽ là cập nhật trong thời gian sớm nhất và phải giải quyết dứt điểm vấn đề này. Mình cũng một thời gian dài là mình không đến được với cô Mỹ ấy, là mình cũng không biết được những cái trường hợp này nó xảy ra ấy. Phải có chính quyền địa phương đứng ra để giải quyết cơ. Chứ còn nhà cô Mỹ rắc rối phết nhỉ. Mấy lần cũng chưa có lần xã đến tận đây để giải quyết giúp cho rồi bây giờ. Hàng xóm thì đào hết cả ống nước nên bây giờ lại đến em lại đến ở như này.
trong khi cô không thích, kể mà cô đồng ý cơ thì nó là chuyện khác, nhưng mà đây là cô không đồng ý mà hoặc là cô thấy không thoải mái, đúng rồi, là một câu chuyện khác. Nếu mà gia đình ở cùng săn sóc cho cô kiểu này nó cũng rất là tốt. Cô bạn ấy thì hoặc là thì là cũng được, thế nhưng mà đây thì này có nhiều thông tin trái chiều thế thì không được rồi. Đi. Và cô làm cái gì cũng không vừa ý thì còn mắng cô nữa cơ. Cô thân. Thôi thế nhá, cháu đi về đây, một chê rồi. Ấy. Vâng, hôm sau cháu đến nhá. Ấy, mời tư ạ. Mình phải làm cho nó rõ hơn tí. Đúng rồi. Nhà chú báo rồi xem tình hình và đi nhà tư ạ. Đi.